Nếu ít vốn, các bạn sẽ kinh doanh gì và như thế nào? Có người kinh doanh với số vốn vài tỷ, có người kinh doanh với số vốn chỉ vài trăm nghìn, bởi đâu phải ai cũng có tiền triệu, tiền trăm triệu, tiền tỷ để mà đầu tư một phát luôn đúng không? Ai mà vốn ít, muốn kinh doanh thì mình bày cho một cách này, hái ra tiền ngay thóc thật nhé. Bạn hay bán cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, đây, đây hoặc đây và rất nhiều món khác. Xưởng nhà mình luôn có sẵn gần 300 món đồ ăn vặt để giúp các bạn có nguồn hàng tốt, nhập giá trị kinh doanh với số vốn chỉ vài trăm ngàn đồng. Vài trăm ngàn tính ra chỉ bằng 3 cốc trà sữa ấy, nhỉ? Nói vui chứ bạn bán hàng dù món hàng nhỏ nhưng bán được cho khách là có lãi, vui lắm, ham bán luôn ý. Ai mà đang ham trà sữa giờ chuyển qua bán hàng, mình đảm bảo cai trà sữa luôn, kinh nghiệm của mình đấy. Chính sách xỉ của bên mình tốt lắm nhé. Bạn chỉ cần mua từ 10 lọ sản phẩm bất kỳ là nhà mình đã để giá xỉ chỉ từ 1x, 2x cho các bạn rồi. Rẻ chưa, rẻ chưa? Không phải ôm hàng nhiều, không sợ tốn vốn. Mình còn miễn phí tem dán thiết kế cực chuyên nghiệp cho các bạn nữa nha. Nhập càng nhiều giá xỉ càng tốt. Chúng mình hỗ trợ gửi hàng đi 63 tỉnh thành qua bưu cục, xe khách. Hàng giao cho các bạn bên mình đều phải kiểm tra kỹ là hàng mới sản xuất, đét dài, thơm ngon và đẹp mắt. Tính mình trước giờ thật thà, có sao nói vậy nên các bạn yên tâm nha. Khách sỉ nhà mình nhiều người là mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên, người nội trợ. Mọi người bán hàng qua TikTok, bán trên các sàn thương mại điện tử hay các group ăn vặt đều đắt khách, cháy hàng lắm. Vài trăm ngàn để khởi nghiệp rồi gây dựng nên cơ đồ bạc triệu, bạc tỷ, có thể nắm chứ phải không? Nếu bạn muốn bắt tay vào kinh doanh, lời khuyên của mình là đừng ngần ngại, hãy làm ngay và luôn. Get go, chúc các bạn thành công!